Chào các bạn, video này mình xin giới thiệu với các bạn mẫu cam hành trình này nha các bạn. Này mẫu cam này có màn hình rộng khoảng 4 inch nha các bạn, rộng khoảng 4 inch, sử dụng cảm ứng. Và có nút điều khiển bên hông nữa. Dưới này là khe cắm hệ nhớ nè, khe cắm hệ nhớ này, mình giờ mình gắn hệ nhớ vào như các bạn xem nha. Đó, mình gắn hệ nhớ vào. Ở đây sẽ gắn chân đế nè, đây mình xoay chân đế vào. Đây là bộ này, nó sẽ gồm một cái chân đế nè, một cái nguồn nè, và một cái cam cam phía sau nha, cam cam gùi. Rồi đầu tiên mình gắn chân đế trước. Đế hiện nay mình gắn vô, mình xoay thôi, xoay vô vô. Đây mình bẻ góc thôi, cái này là bẻ góc. Rồi, ở đây thì nó sẽ có một miếng, mình gỡ cái miếng này ra nè. Đó, mình gỡ cái miếng này ra. Mình cần ốp lên bề mặt gì thì mình nhấn vô, nhấn xuống, mình bóp cái này vô. Thì nó sẽ dính vô. Rồi tiếp theo là cam đùi, cam phía sau. Cam phía sau thì mình có nói là với nhau vậy. Cam đùi thì nó sẽ có một cái gì đỏ nè, cái đỏ thì mình gắn cực dương của đèn ve nha bạn, cực dương của đèn ve. Dây đỏ này mình sẽ gắn vào cực dương của đèn ve. Còn cái chân cắm này thì mình sẽ gắn vào cam hành trình. Gỡ ra dây ra chưa. Đó, cái này là gắn vào cực dương của đèn ve này. Đó, còn cái này là mình gắn vào chân cam mồi này. Đây sau dưới này nó sẽ có một cái ổ nè. Gắn sát vào. Rồi xong. Cuối cùng mà mình còn nguồn. Gắn nguồn vào cho nó. Gắn nguồn vào nó sẽ sáng đèn đỏ ra. Nguồn thì mình sẽ gắn kế bên cái camera nha bạn. Cái này đúng cái đó. Thì mình cắm điện vào một khởi động bơm thì nó sẽ tự động nó quay nha các bạn. Nè, cái mình xem cái thời gian quay ở bên góc trái này đó, nó có cái thời gian quay màu đỏ. Để dừng quay thì mình nhấn OK thì nó sẽ tự động nó dừng. Còn nếu mình không dừng, nếu mình không bấm dừng thì sau cái thời gian mà mình setup á, thì nó sẽ tự động nó quay tiếp. Ví dụ như đây mặc định của nó là nó sẽ up sau mỗi 3 phút nó sẽ tự động nó lưu hàm một file. Đó. Mình có thể xem có cái biểu tượng nè, cái biểu tượng tròn tròn xoay nè, ba, có số 3 đó. Thì để mình có thể cài đặt cái thông số cho quay màn hình này thì mình vào cài đặt ở đây nha bạn. Nè, ở đây nó sẽ có cái hình bắn răng nè, vào cài đặt. Đó. Ở đây mình có sẽ chỉnh được độ phân giải nè. Về độ phân giải video 2 chiều nè, cái này vòng thời gian quay vòng đọc này đó, 3 phút nè, 5 phút, 1 phút và không có đó. Thì mình chọn 3 phút thì sau 3 phút nó sẽ tự động nó save thành một file cho mình. Rồi ở dưới là cái chức năng khác nè, mình có thể tham khảo thêm. Mình chọn cái chức năng nào rồi mình có thể điều khiển trên này cũng được, một là mình điều khiển trên này đó, còn không mà mình chọn up down nè, nó up down mình có thể bấm mình chọn đó, đó. Mình chọn nào mình bấm OK đó, vậy cũng được đó. Rồi mình trở về.
Còn để vào menu thì mình có thể chọn vô cái hình căn nhà này dưới này, đó vào menu. Thì menu ở đây thì nó sẽ có thiết lập hệ thống này, quản lý video này, xem lại. Đó. Này, xem lại nha bạn. Đó, xem lại, xóa này, mình khóa lại này. Này trở lại nè. Đây nó sẽ có phân thành hai hương mục nha bạn. Một cái màn hình cam trước của mình đây, và một cái là cái cam cam lùi nha bạn, một cái là cái cam lùi này của mình nè. Đó. Nó sẽ phân làm hai hương mục file cho mình. Rồi trở lại nè. Rồi chỉnh sửa nè. Ví dụ như mình muốn xóa xóa nhiều cái đó, mình chọn đây, mình chọn này, mình xóa này. À, xóa tập tin nè các bạn. Mình trở lại nè. Hệ thống mình mở vào đây, đó, đây nó sẽ có cài đặt hệ thống nè. Ở đây nó sẽ có bảo vệ màn hình nè. Rồi sau thời gian bao lâu thì màn hình nó sẽ tự tắt. Rồi này tự động tắt máy này, thì mình chọn thời gian bao lâu thì máy nó sẽ tự động tắt. Tần số ánh sáng, phím âm thanh, cài đặt ngôn ngữ này, nó có tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Thái gì đó. Độ đầy ánh sáng, cái này là cái đèn nha bạn đó. Mình bật lên thì phía trước nó có đèn nè các bạn thấy không? Ngày thời gian nè, đây là chỉnh ngày với thời gian nè các bạn. Ví dụ như giờ mình chỉnh nè. Đó, mình sẽ nhận đó. Này, biển số xe, nhắc nhở đèn pha, định dạng, cái này định dạng hãy nhớ nha các bạn. Cài đặt mặc định, cái này hoa phục mặc định này, phiên bản này. Đó. Em này một là mình trở lại màn hình trước nè, đó. Còn đây là vào hương mục nè. Đây là qua cam nè, đó. Rồi, để chuyển sang chế độ chụp hình thì mình có thể chọn cái biểu tượng hình chụp hình đây nha các bạn. Đó, mình chọn qua biểu tượng chụp hình đó, đây thì là chế độ chụp hình nè các bạn. Chế độ chụp hình cũng tương tự thôi. Mình vô cái bán răng thì nó sẽ là vô cái giao diện cài đặt của nó nè. Nó có độ phân giải nè. Cái này hẹn giờ chụp nè. Cái này chụp liên tục nè. Màu sắc, cân bằng, ISO, độ sắc nét gì đó. Mình tự mình tham khảo thêm nha. Chụp hình mình cũng một là mình nhấn đây nè mình chụp hình đó, còn không mình nhấn ok nè cũng được đó. Để chụp hình bằng cam cam rồi thì mình chuyển qua đây nè, mình chuyển cam đó. Để chụp hình bằng cam rồi video hướng dẫn của mình tới đây kết thúc nha. Cảm ơn các bạn theo dõi.